Thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nhé. Xin chào anh ơi. Rồi, xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lợi Nguyên. Tiếp tục hôm nay em làm clip này là có một số món đồ đồng và đồ gỗ để giao lưu cho bà con của mình nha. Qua số điện thoại em 0772 8772 78 nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con mình đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Đầu tiên cho em xin giới thiệu đây là mã số 1N. Đang có về sưu tầm về được một cái bộ bàn 4 cái ghế, chất liệu là bằng đồng nguyên khối hết nha bà con. Hàng này nói chung là không có pha và cũng không có khuôn luôn, đồng này là đồng nguyên khối luôn nha. Đây bộ ghế này thì kích thước nó là dây nho, bà con mình xem rất là đẹp. Chiều cao này em đo là khoảng 73. Đây, còn cái đường kính này là 68 nha. Đường kính mặt bàn 68. Còn ghế thì có chiều cao em đo luôn là khoảng 85. Đây còn đường kính cái mặt ghế ngang đó là khoảng 33 nha. Nói chung bộ này rất là nặng, bộ này em đã cân rồi nguyên bộ 5 món là nặng trên 75 kg, nhiều khi 80 kg luôn nha bà con, nhưng mà em trừ hao cho bà con của mình luôn là trên 75 kg. Rất là đẹp nha, hàng này bà con mình xem chất liệu bằng đồng. Nếu bà con mình muốn sáng bóng thì về bà con mình chà bóng đánh bóng lên thôi thì rất là đẹp luôn. Rất là nặng nha bà con, một cái ghế nó nặng tới mấy chục ký lần nha, chứ không hề nhẹ đâu nha bà con. Đây xem giùm em, nhìn nó rất là sang trọng nha, con xem đây nha, rất là dày, rất là nặng, trên 75 kg đồng luôn nha. Bộ này em giao lưu cho bà con mình có giá là 55 triệu. Đây bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, hàng này em sẽ đóng thùng cho bà con của mình cứng cáp, bao ship toàn quốc luôn nha, 55 triệu đồng. Rất là đẹp nha bà con. Đây nếu bà con mình ở gần thì em giảm chi phí bà con mình nha, giảm chi phí cà phê mình nếu bà con mình ở gần đó nha. Giờ đến với mã số 2N này là một bộ tranh tích tứ bình. Đây bà con mình xem rất là đẹp luôn, phía trên này là những cái câu đối chữ Hán Việt bà con mình xem nha. Đây cái này là gỗ bên trong, khung bên trong là liền nguyên miếng bà con, nguyên khối nha. Chiều cao này em đo nha bà con là khoảng 118. Đây 118 nha. Chiều ngang một tấm là khoảng chừng là 39 đi. Đây có tổng hết 4 tấm luôn nha bà con, là khoảng 115. Rất là đẹp, được khổng ốc Singapore 7 màu. Bà con mình xem nhòm cái ốc, nước ốc màu lóng lánh nha. Ốc này là ốc màu rất là đẹp chứ không phải là ốc trắng nha bà con xem đây. Rất là đẹp, hàng thì lành tức liền lạc cho bà con của mình luôn nha. Bộ này em giao lưu bà con mình giá là 15 triệu nha, tích tứ bình. Đây mặt sau lưng gỗ này, gỗ gõ nha bà con, gỗ gõ nha, tích tứ bình bà con mình xem rất là đẹp, 15 triệu đồng. Bên em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Đây, lành tích liền lạc. Và mã tiếp theo số 3N, một cặp đôn vuông. Một cặp đôn vuông này là chất liệu là gỗ gõ, cứ để là gỗ gõ nha, mặt là mặt đá nha bà con xem giùm em nha. Đây, chiều cao em đo như thế này là khoảng 94. Nói chung cái cặp đôn này rất là to nặng nha. Đường kính mặt đôn này là tới 39 lần. Con mà xem mặt là mặt đá. Đây, rất là đẹp, rất là nặng, dày dặn lắm nha bà con xem đây. Hoa văn người ta chạm. Cái này là tích là những con dê nha, những con dê. Rất là đẹp nha bà con, hàng lành tích liền lạc. Đố này em đo là từ là 3,5 phân nha. Rất là dày. Cặp này giao lưu bà con mình có giá là 12 triệu. 12 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Và đến với mã số 4. Mã số 4 này là một cặp đôn tròn. Một cặp đôn tròn cũng bằng gỗ gõ luôn. Đây đôn này người ta thường thường người ta gọi là kiểu bằng đôn kiều đó nha con. Cái dáng như là đôn kiều như một thiếu nữ luôn nha. Con mình xem rất là đẹp. Chiều cao này em đo là khoảng 78. Đường kính mặt đôn này là khoảng là 36 nha. Hàng làm tích liền lạc cho bà con của mình. Về kiểm tra hàng. Đây. Mặt đá, đôn rất là chắc chắn, đôn này dày to nữa nha bà con. Đôn này nó tới 4 phân là gần 5 phân luôn nha. Đây cái chân đế làm tích liền lạc gỗ gõ cho một cặp này. Đôi này em giao lưu cho bà con mình nha, giá là 8.500.000 đồng, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn, 8.500.000. Bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Hàng này em cũng sẽ đóng thùng rất là kỹ cho bà con của mình khi mà giao đi toàn quốc luôn nha. Và mã số 5N, một cặp đôn vuông nữa nha. Đôn vuông này thì em cũng vừa sẽ tầm về, một cặp đôn này là đôn cá nha bà con, xem giùm em rất là đẹp luôn. Hàng làm tích liền lạc nha. Chiều cao này em đo là khoảng 85. Đường kính mặt đôn này nha là 37. Đây mặt đôn vuông 37. Đế chân đế này cũng rất là dày, đế cũng từ 4 phân lận nha bà con xem đây. Thành tích hết. Đây đôn mặt cá nha. Đây dày dặn và nặng lắm nha bà con. Mặt thì mặt đá bà con mình xem. Gỗ này em bao bà con mình đều gỗ gõ hết nha, đều gỗ gõ, về bà con mình cứ kiểm tra hàng giùm em nha. Đôi này giá là 11 triệu. 11 triệu đồng bao ship bà con mình tặng tới nhà luôn nha. Bà con mình nào xem không gõ không kỹ, kết bạn Zalo thêm bên em để em chụp hình đầy đủ chi tiết của mình xem thêm. Đến tiếp theo là mã số 6N.
Đó, em có về được một cặp ly lên là giống như là kiểu mà thời mà vua thời Minh đó nha bà con xem giùm em. Ly ba chân đó nha. Hàng này là hàng tàu. Hàng tàu gớm là một gớm men gạn nha bà con mình xem đây. Lầm tích liền lạc hết. Có chiều cao như thế này là khoảng 20 đi. Đường kính ngang này là 18 nha. Quành này là 35. Hàng lầm tích liền lạc, bao bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Đây ghi ly rất là to, ly mà uống rượu một người uống một ly thôi là xỉn luôn nha bà con. Đây, cặp này em giao lưu bà con mình giá 1 triệu 2 nha, 1 triệu 200 ngàn đồng. Và đến tiếp theo là mã số 7N, một cái hộp rương nha, hộp gương gỗ gõ luôn bà con mình xem rất là đẹp. Được khẩm ốc Singapore 7 màu, bà con mình về kiểm tra hàng ốc này, không đúng hàng ốc hoàng về cho em luôn nha. Hàng thì em quay sau em giao bà con y như vậy. Về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha, cái này người ta làm thủ công, người ta cẩn thủ công rất là công phu. Chiều cao này em đo là khoảng 19, chiều ngang thế này là 30. Đây còn chiều xuôi vô là tầm là 18 nha. Tổng cái quầm thế này đi là 100 cho bà con của mình xem luôn, rất là đẹp. Đây, ốc màu lóng lánh luôn nha, gỗ gõ rất là tốt nha bà con xem đây. Đây, cái gương này bà con mình về mình để những cái món vật dụng cho mình nha. Cái này em giao lưu bà con mình giá là 4 triệu 600 ngàn nha bà con. 4 triệu 600 ngàn bao gồm phí ship toàn quốc bà con của mình. Và mã số 8N em có một cái chiếc quả nha. Đây một cái quả xưa. Ốc là theo thời gian 5 tháng bà con mình nhìn cái nước ốc thì bà con biết nha, cái tuổi đời của nó khoảng bao lâu nha. Chiều cao này em đo là khoảng 20. Đường kính này em đo cong luôn nha, và khoảng 30 nha. Hoành đế tổng là 93. Hàng lành tích cho bà con của mình luôn, rất là đẹp. Đây, gỗ gõ xưa nha bà con, bộ này nói chung tuổi đời cũng vài chục năm nha. Cái này em giao lưu cho bà con của mình có giá là 3 triệu 200 ngàn thôi, 3 triệu 200 ngàn nha. Rồi mã tiếp theo, số 9N, đây là một cái chiếc hộp đựng cà luôn, tích chim hoa nha bà con. Chiều cao này em đo là khoảng 20, đường kính là 11 nha. Hoành bụng này là 37. Hàng bà con mình cứ về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng, đúng sản phẩm, đúng đúng mẫu bà con mình nhận nha. Lầm tích liệt lạc bà con mình nhận. Đây bà con mình xem rất là đẹp. Về bà con mình đựng trà nha, này nguyên khối nha bà con. Cái ống này là nguyên khối liền luôn nha. Giao lưu bà con mình giá là 3 triệu đồng nha, 3 triệu đồng luôn, 3 ship toàn quốc bà con mình. Và mã tiếp theo số 10N, một cây gậy đầu rồng chất liệu là bằng đồng luôn nha bà con. Chiều dài tổng thể em đo là khoảng 90. Đây, hoành như thế này là tầm 6 khoăn thôi. Bà con mình về đánh bóng vệ sinh lên thì rất là đẹp nha. Đây rất là đẹp luôn. Cái này em giao lưu bà con mình giá 800 ngàn đồng, bao ship toàn quốc. À, bà con mình về kiểm tra hàng dùm em trước khi mình nhận hàng nha. Đến với mã số 11N, em có hai cái còng chiên Tây Nguyên bằng đồng, đường kính cái nhỏ 23, cái lớn khoảng 25. Đây hai cái này thì nặng tầm khoảng là 1,4 kg thôi. 1,4 kg thôi nha bà con. Giờ bà con mình trưng đề co, mình treo lên rất là đẹp. Đây. Còn cho. Mỗi một cái thì âm thanh nó đều khác nhau hết nha. Cái này là cái lớn. Đây. Âm thanh nó đều khác nhau. Một cặp này giá 900 ngàn cho bà con của mình luôn, 900 ngàn đồng thôi nha. Là một cái chỉ nhầm có 400-500 ngàn thôi, rất là hữu nghị luôn. Mã số 12N, em có một cặp vỏ đạn xưa. Đây, chiều cao này em đo là khoảng 31. Hoành như thế này nha, là tầm là 10, gần 18 nha, tính 17 thôi. Đây, cái ET vẫn còn đóng mọc luôn nha bà con. Đây, xem dùm em. 1049 nha. Cái này là như là cái 40. Cái 40 nha. Cái này giao lưu bà con mình một cặp này giá 1 triệu 200 ngàn. 1 triệu 200 ngàn bao ship toàn quốc. Hàng này về bà con mình đánh bóng vệ sinh lên là bao đẹp bà con mình luôn nha. Mã số 13N. Đây là một cái bộ gia đình nai nha, chất liệu đồng, chiều cao là khoảng 34. Hoành tế tổng thế này là 90. Đây, gia đình nai. Hoành bụng 18 nha. Cái này tác phẩm này nặng 3,4 kg. Đây bộ này em giao lưu cho bà con mình giá 2 triệu 700 ngàn đồng, bên em bao ship bà con của mình. Chất liệu là bằng đồng hết. Về bà con mình kiểm tra giùm em, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 14N, tác phẩm cuối clip ngày hôm nay, một bộ lư đời đỉnh đồng xưa, lăng đập trái châu. Lăng là trái châu, là châu tròn luôn, châu đặc luôn bà con mình xem. Bộ này là tuổi đời từ 6-70 năm. Đây bao hàng, bao đồ, bao chất lượng bà con của mình luôn nha. Về bà con mình kiểm tra hàng không đúng hàng xưa, không chuẩn hàng xưa hoàng về cho em, không tốn ngàn phí ship nào luôn nha. Đây chiều cao này em đo là khoảng là 66 nha bà con, tới đỉnh lư luôn nha, 66. Chiều ngang này là 45. Chân đàn có chiều cao em đo là 50. Đường kính mâm này là tầm 28 nha. Đây em đo cái quần bò, quần bụng cái lư này luôn. Quần bụng lư này tới là 99 luôn nha bà con. Rất là nặng, rất là dày. Bà con mình này chỉ mới chạy đến bóng sơ, bà con mình về vệ sinh lại. Đây ra thợ cho, ra tiệm cho thợ đánh bóng là thì rất là đẹp luôn, bao bà con của mình.
đồng rất là nặng nha, rất là dày. Đây, đây, về bà con mình cứ kiểm tra hàng. Đây, bao chuẩn bà con mình là cho thợ lên coi chỉnh, coi hàng luôn nha, hàng luôn. Bộ này em giao lưu bà con mình giá là 32 triệu nha, nặng 28 kg, giá là 32 triệu đồng lưu xưa, bao ship toàn quốc bà con của mình. Và tác phẩm này cũng là cuối clip ngày hôm nay. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con, mến chúc bà con mình trên mọi miền tổ quốc thật là nhiều vui vẻ nha. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con. Rất mong được ủng hộ nhiệt tình của quý bà con trong clip này nhé.